Dạ, mến chào cô chú anh chị quý nhà đầu tư ở trong nước cũng như ngoài nước đã luôn yêu mến, ủng hộ cho Hùng và theo dõi kênh YouTube Bán Đất Nền Nha Trang của Hùng ạ. Cô chú thân mến, hiện tại Hùng đang đi trên con đường là đường Lương Đình Của. Con đường này còn có tên gọi là Hương Lộ 45. Và vị trí Hùng đang đi là ngay tại Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang. Đây là một vị trí trung tâm mà rất đông người qua lại, kinh doanh mua bán rất là sầm uất. Hai bên đường cô chú đã thấy rất là đông cửa hàng. Thì trong buổi hôm nay Hùng sẽ có một căn nhà nằm cách chợ của chúng ta chỉ khoảng 10 căn nhà. Và như cô chú đã biết rằng là trong ngành bất động sản của chúng ta, vị trí nó là ưu tiên số 1. Vâng, thì một căn nhà tốt và một vị trí tốt là một nơi là đông người qua lại, có thể kinh doanh mua bán cho thuê với một giá tuyệt vời nhất. Và trong buổi hôm nay Hùng có một căn nhà nằm ngay tại chợ luôn. Căn nhà này á, và phải nói rất là hiếm thì mới có người bán ngay tại cái khu vực này. Hùng đi qua, Hùng để ý rất nhiều và rất là lâu thì Hùng mới phát hiện được căn nhà này bán ngay tại chợ. Và Hùng cũng ước mơ rằng có một căn nhà tại chợ như thế này. Nhưng mà nếu cô chú hữu duyên thì Hùng xin để nhường lại cho cô chú. Xin giới thiệu cho cô chú, đây là chợ Vĩnh Ngọc, Nha Trang. Và căn nhà của chúng ta mà hôm nay Hùng muốn giới thiệu đến cô chú, nó chỉ cách Bách Hóa Xanh của chúng ta là có 5 căn nhà thôi. Đây là khu vực vị trí và đông người qua lại nhất. Và đây là góc ngã tư đường, ngã ba đường chứ. Bên này là đường, đường này là đường gì quên mất ta. Đường Cầu Dứa Phú Nông. Còn bên này là đường Lương Đình của xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang. Và vị trí của này thì từ vị trí này mà cô chú đi thẳng ra một xíu, khoảng tầm 800 đến 1 km là chúng ta ra tới khu đô thị Vĩnh Niệm Trung. Còn đây là đi lên trên Vĩnh Thạnh, Nha Trang. Đó. Như cô chú thấy bên hai bên đường là rất là đông người qua lại đúng không ạ? Dạ, đây là chợ Vĩnh Ngọc, Nha Trang của mình đây. Qua bên này là rất nhiều người buôn bán. Rồi bắt đầu từ vị trí ngay góc đây là chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều cái cửa hàng. Như đầu tiên là một là cửa hàng thuốc tây nè. Rồi tiếp theo là cửa hàng photocopy nè. Rồi bên này là chợ nè, chúng ta không nói nữa nè. Rồi qua bên này là cửa hàng buôn bán đồ nè. Bên đây quán cà phê nè. Đó. Và qua đây là có tiệm vàng nè. Đó, cô chú thấy không? Rất là sầm uất. Và bán đồ gia dụng nè. Đó. Ở bên đây thì có chợ nè, cô chú đã biết rồi nè. Rồi đây cũng đồ tạp hóa nè. Đây là cửa hàng tạp hóa đây. Rồi qua đây là cửa hàng bán đồ gia dụng, áo quần của tạp hóa. Rồi bên đây là bán điện thoại. Rồi qua bên đây là tiệm vàng. Rồi. Rồi xong rồi tới đây là cửa hàng điện nước. Đó. Đây là con đường Cầu Dứa Phú Nông. Thì con đường này trong tương lai nó còn mở rộng nữa cô chú ạ. Và con đường này là trục chính nối giữa đường 23 tháng 10 và đường Lương Đình Của, Hương Lộ 45. Xin giới thiệu cho cô chú, đây là Bách Hóa Xanh. Và căn nhà của chúng ta thì nó nằm cách cái căn Bách Hóa Xanh này chỉ có khoảng là 5 căn nhà thôi cô chú. Hùng đếm nè. Đây là Bách Hóa Xanh hoành tráng nhất cái khu này. Như cô chú là anh chị đã biết rằng nơi nào mà có Bách Hóa Xanh thì gần chợ là nơi đó là một nơi trung tâm sầm uất đúng không ạ? Đó, thì bắt đầu từ Bách Hóa Xanh một căn nhà, hai căn nhà, rồi ba căn nhà. Đây là căn nhà thứ ba cách Bách Hóa Xanh nè. Đó, là bốn căn nhà. Đây. Bốn căn nhà. Rồi năm căn nhà. Qua bên đây là vẫn là kinh doanh mua bán sầm uất. Đó. Cô chú nhìn xem, từ đoạn đây đi ra sau là cũng rất là sầm uất đúng không ạ? Và xin giới thiệu cho cô chú, nhân vật chính của chúng ta trong buổi hôm nay chính là căn nhà này. Đây ạ. Đây là căn nhà. Có kết cấu là một trệt, một lầu. Và vị trí của nó là hai mặt tiền đường. Đó. Đây là căn nhà nằm tại là đường Lương Định Của cầu và Cầu Dứa Phú Nông. Đó, bên này là đường Cầu Dứa Phú Nông đây.
Đó, cô chú nhìn xem. Đó, đường này là ô tô, xe tải, xe tăng, đồ, xe bọc thép là né nhau luôn. Đó, đi qua đi lại né nhau, tránh nhau thoải mái. Rất là đông vui và nhộn nhịp. Vị trí từ cái căn nhà này mà đi tới cái chợ Cầu Dừa, chợ Vĩnh Ngọc của chúng ta thì đâu đó tầm khoảng là 70 mét thôi. Và phía trước chúng ta là Bách Hóa Xanh. Đó, qua bên cạnh đây là đường đường trong dân nè. Đây là con đường hiện trạng của nó là trong sổ là ghi là 3 mét, nhưng mà đây nè Hùng thấy là khoảng 4 mét, 5 mét là qua bên đây. Đó, căn nhà của chúng ta là nó nằm hai mặt tiền đường. Một bên là đường Cầu Dứa Phú Nông, còn một bên là đường trong dân cư. Đó, đường đây nè. Đó. Đó, đi vào trong đây là đường dân cư. Tới cái đoạn bức tường đây là kết thúc cái căn nhà của chúng ta. Đó. Cô chú nhìn xem, đây là căn nhà của chúng ta ở đằng sau nè. Đó. Đây nhân vật chính của chúng ta trong buổi hôm nay đây. Đó. Thì tổng diện tích của căn nhà này là 128,6 m. Và chiều ngang của nó là 5,35 m. Đây, vị trí chiều dài của nó là 25,20 mấy m. Đó, bắt đầu từ cái điểm góc này nè. Đó, vị trí ngay tại cái điểm góc này. Và nối thẳng đi ra tới lần trước đây là 25,27 m. Đó. Ra tới ngay đường Cầu Dứa Phú Nông đây là 25,27 m. Và chiều ngang của cái căn nhà này, đó, thì cô chú biết là thấy là từ ngay vị trí bên này nè, đó, chiều ngang ngay góc đây, đó, đi qua bên góc ngay chỗ bên này. À, đi qua ngay góc bên này nè, đã cô chú nhìn xem là ngay chỗ góc đó, thì từ đó đi qua đây là 5,35 m. Đó. Căn nhà của chúng ta là có kết cấu là một trệt một lửng. Đây, cô chú nhìn xem, đã, từ vị trí đây là nhìn thẳng qua bên đây là chợ nè. Đó, đi ra chợ Vĩnh Ngọc rất gần nè, Ủy ban Nhân dân Vĩnh Ngọc nè, và trường tiểu học Vĩnh Ngọc nè, trường cấp 2 Vĩnh Ngọc nè, và đi xuống trung tâm của chúng ta thì chợ đâu đó khoảng có 5 km thôi. Và vị trí này cô chú mà đi ra siêu thị Bixi với lại ngay tại khu đô thị Vĩnh Niệm Trung chỉ có 800 đến 1 km thôi, rất là gần. Và trước nhà của chúng ta là đang bán rau, bán cỏ, bán đồ rất là nhiều. Và cô chú anh chị mà đi thẳng ra một xíu là chúng ta có một cái quán cà phê rất là lâu lớn tên là cà phê Ngọc Bích Lên. Và căn nhà này được chính chủ rao bán với giá là 5 tỷ 500 triệu. Vâng, thì Hùng sẽ đọc một số thông tin cơ bản của cái căn nhà này như sau. Đó là tổng diện tích của nó là 128 m, chiều ngang của nó là 5,35 m, chiều dài của nó là 25,79 m, diện tích sàn là 142,0 m, số tầng là 1 trệt 1 lầu, số nhà vệ sinh là 3 nhà vệ sinh, số phòng ngủ là 2 phòng ngủ, và cấp hạng là nhà cấp 3, hướng là hướng đông nam, pháp lý là có 60 m là đất ở nông thôn, còn gọi là đất thổ cư, và có 68,6 m là đất trồng cây lâu năm. Vị trí là ngay chợ Vĩnh Ngọc, cách khu đô thị Vĩnh Niệm Trung 1 km, cách trung tâm Nha Trang của mình là khoảng 5 km, giá là 5 tỷ 550 triệu, có thương lượng nhẹ cho cô chú. Đó. Bây giờ Hùng sẽ đưa cô chú anh chị chúng ta đi vào trong xem nhà nha. Điểm đặc biệt và nổi bật nhất của căn nhà này đó chính là vị trí của chú ạ. Đó, nơi này là có thể cho thuê kinh doanh mua bán rất là sầm uất. Để kiếm được một căn nhà ngay tại vị trí chợ này là rất là hiếm của chú. Hùng đi qua, Hùng ngày nào Hùng cũng đi qua, Hùng để ý cái chỗ này để xem là coi có căn nhà nào bán không. Thì may quá là trong buổi hôm nay Hùng phát hiện được một căn nhà như thế này. Vì nhà Hùng cũng đang ở gần chỗ chợ Vĩnh Ngọc này nên ngày nào Hùng cũng đi qua con đường này hết cả. Đó, đây là một con đường giao thương chính giữa đường 23 tháng 10. Kết nối đầu là 23 tháng 10, cuối là đường Hương Lộ 45. Đường Hương Lộ 45 là rất là dài cô chú ạ. Đó, giá 5 tỷ 500 triệu, có thương lượng nhẹ cho cô chú. Đây, bây giờ Hùng sẽ đưa cô chú, anh chị chúng ta vào bên trong, chúng ta xem nhà. Căn nhà của chúng ta thì cũng rất là đơn giản, không có gì phải coi cả, nhưng mà chúng ta cũng nên coi.
Bởi căn nhà này mình để đi mua nhà thì mình phải coi trực tiếp. Đó. Khi mà bước vào trong nhà thì chúng ta nhìn là không gian của căn nhà này rất là thoáng. Đó, ngõ này cô chú anh chị có thể để 5 được chiếc xe ô tô là cô chú ạ. Đó. Đây là tầng dưới khu sinh hoạt của gia đình. Đó, có thể ăn cơm ngay tại vị trí này. Và đây là không gian để mình ăn cơm. Bên này là nhà bếp của mình. Đó. Không gian nhà bếp cho các cô các chị. Nhà cũng đơn giản, không có nội thất gì nhiều. Đó. Nhà này Hùng nắm chính chủ, cô chú anh chị nào có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với Hùng nha. Đây là một phòng ngủ của gia đình mình. Đó. Để Hùng mở điện lên cho cô chú thấy sáng hơn chút. Đây là nhà vệ sinh của mình. Được lót gạch men từ dưới lên trên. Đó, có vòi tắm hoa sen. Đó. Rồi, đây là một phòng ngủ và bên cạnh đây là có một cái nhà vệ sinh nè. Đó, không gian nhà bếp của mình đây. Đó. Đó, nhìn thẳng ra là đường cầu dưới Phú Nông của mình. Đó. Bên đây là nhà vệ sinh đây. Rồi bây giờ Hùng sẽ đưa cô chú anh chị chúng ta đi lên tầng trên chúng ta coi nhà nữa nha. Điểm nổi bật nhất và hay nhất của căn nhà này chính là vị trí cô chú ạ. Ngay tại chợ, gần trung tâm. Đó. Mà đi lại rất là thuận tiện, làm ăn ở đây chắc chắn là sẽ phát đạt. Cho thuê rồi sẽ được giá ở đây. Đây là tầng trên của nhà mình. Đó. Đi vô mẹ, đấy. Thưa cô chú, đây là một phòng ngủ của gia đình mình đây à. Đó, nhà cũng đồ ngủ cũng đơn giản thôi. Phòng ngủ cũng đơn giản à. Đó, nhà này thì khoảng 15 mét hoặc 20 mét. Ở trên thì trần thì lót la phong. Đó. Đây là khu vực cho con mình nó có thể học họ học hành rồi đọc sách hoặc là coi xem tivi của gia đình. Cô chú thấy hay và hữu ích thì hãy tặng cho Hùng một like bên dưới video. Đồng thời chia sẻ video này cho những bạn bè mình có những ai có nhu cầu mua bán nhà đất tại Nha Trang, Khánh Hòa và không phải vất vả phải lặn lội đường xá xa xôi để mình đi coi nhà. Mình chỉ cần ở nhà mình ngồi rung chân rung đùi mình coi thì thấy được căn nhà nào thì cứ gọi và alo cho Hùng. À, số điện thoại của Hùng sẽ để trên màn hình video này. Và tất cả thông tin liên hệ của Hùng, Hùng để bên dưới phần mô tả video. Cô chú sẽ không phải vất vả khó khăn mệt nhọc trong việc đi tìm kiếm nhà. Hùng sẽ là một giải pháp tốt nhất cho cô chú tìm nhà online, xem nhà trực tuyến.
Rồi, ở sau đây là khu mình để như giặt đồ, phơi đồ và mình để các trang thiết bị không cần thiết. Nhà vệ sinh. Đây là một nhà vệ sinh nữa, là chúng ta có ba, tất cả là ba nhà vệ sinh cô chú ạ. Để về cuối Hùng sẽ ghép cái sổ vào trong cái video này để cho cô chú xem cho rõ ràng hơn nha. Nhà của chúng ta chỉ có kết cấu là một trệt một lửng thôi cô chú ạ. Từ vị trí này Hùng sẽ dẫn cô chú chúng ta đi ra khu đô thị Vĩnh Điềm Trung Nha Trang. Vâng, cô chú anh chị nào có nhu cầu mua nhà ở Nha Trang thì hãy đăng ký kênh, bật cái chuông thông báo để mỗi khi Hùng tải video mới nhất thì cô chú nhận được đầu tiên. Và hiện tại Hùng đang có công ty là đồ gỗ nội thất Kiến Hưng Nha Trang. Sau này cô chú anh chị có nhu cầu làm đồ gỗ nội thất thì rất mong được cô chú ủng hộ ạ. Công ty đó hiện tại Hùng cũng đã góp cổ phần một ít vào trong công ty. Thì Hùng cũng đứng vai trò cũng là một phần của chủ công ty. Thì sau này cô chú có làm đồ gỗ nội thất thì hãy ủng hộ Hùng với nha. Tất cả thông tin liên hệ Hùng sẽ để bên dưới màn hình video này. Chân thành cảm ơn sự yêu mến của cô chú anh chị rất nhiều. Hiện tại thì Hùng đi ra chỗ siêu thị Bixi thì nó có vẻ nó hơi lâu, mất thời gian của cô chú anh chị, nên Hùng tạm thời kết thúc tại đây. Và hôm bữa thì Hùng cũng có một cái video quay về khu đô thị Vĩnh Điềm Trung. Thì có gì cô chú xem lại video trước nha.